Chào tất cả mọi người, đây cái thùng đồ về rồi đây. Mở cho anh em xem cái gì nha. Bây giờ để khiêng lại đằng kia cái. Lại nó ngồi đó. Ở đây không có chỗ ngồi mở nha, lại đằng kia. Rồi để kéo đẳng cái. Đây là lấy tay tê kéo chắc không khá đâu. Thôi để ngừng cái thâu lại rồi kéo đẳng rồi tính nha. Rồi mở cái thùng ra nha. Mở là coi trong nó như thế nào. Cái máy này là bữa hổm anh chị em giới thiệu đó, lúc làm livestream anh chị em giới thiệu nói là máy này tốt cho cái chân, nắm bóp chân. Nó nặng dữ ha. Nhưng mà ra chơi một lúc there we go. Cũng may dục cái dao chỗ này nha, nếu không là nhìn không thấy luôn. Không cần nghe nhộ đâu hông, mình cũng chơi mà đâu có cần nó làm gì. Máy có mấy nút bật lên là nó chạy thôi, còn gì điện. Here we go. Nhìn cũng đẹp ha. Here we go. Nó nhìn vậy nha. Not bad. Cái màu này cũng được, cái này bằng mũ. Cái này bằng mũ đó. Không biết xài nó khá hay không. Nó bán trên này Amazon đó. Order nó. Sau khi đó chưa được này như là tầng. Tầng quá không em? Ừ. Tầng là nó về tới nhà rồi. Not bad. Ok, máy này họ nói để cắm điện vô mà ngồi thoải mái lắm, bấm bóp. Ở dưới này nó có cái đồ gập lên nè, cho nó cẩm trọng lên đó, để mình ngồi ghế, để mình nghiêng ra, không có công mình ngã vô. Vậy để mình để cái chân vô đây một cái, rồi nghiêng nghiêng, ngồi cho thoải mái. Còn nếu không cứ ngồi thẳng lưng hoài chịu gì nổi. Go, nó có cái này ha. Tay em thì vẫn còn tê cho nên nhấn lên nhấn xuống để tới lùi lùi nó có chút. Đây có cái nút nè, bật nút này lên, nếu không bật ra cái nút này là kể như là hồi cắm điện khỏi chạy cái mò không biết lý do tại sao đó. There we go. Rồi nó về nha, có gì để Andy ngồi thử rồi qua mai sẽ nói cho biết coi nó khá hay không. Bây giờ chưa biết nó vậy ha. Chào tất cả nha. Bữa hổm mà mua cái máy này về đó, cách đây mấy tuần trước đó, mới mua về thì quay cho mọi người xem mở ra như thế nào thôi, nhưng mà chưa có xài thử. Tới ngày hôm nay mới xài thử rồi, bây giờ mới biết như thế nào, nói sơ cho anh em biết chơi vui vui ha. Ai muốn mua máy này thì biết thêm chút xíu. Cái máy này đó là cái máy nhấn chân, mình ngồi vô trong đó
nó chà chà cái chân rồi nó bóp bóp đã lắm. À, lúc đầu thì ngồi chưa quen thì chưa có buồn ngủ, mà ngồi quen rồi đó ngồi ngủ gục luôn là cái máy này đó. Ngồi nó nhấn rất là đã nha, để Andy lên nè ngồi rồi chỉ cho mọi người xem nó có vài cái option. À, nói như vậy, hold on. Dạ đây là ngồi để hai cái chân vô ha. Hold on nha, there we go. Bỏ một cái chân vô bên đây. Bỏ một cái chân vô bên đây. Rồi, here we go, ngồi gì để dễ chỉ nha. Ở đây nó có nhiều cái option khác nhau lắm. À, có nghĩa là nhiều loại đó. Ở đây nó có cái rung nè. There we go, nhấn rung nha trước nha. There we go, nó vừa rung ha. Còn cái này á, là nó làm cho nóng nóng, nó keep warm đó. Nó làm cho nóng ở trong chỗ chân mà bóp bóp chân của mình. Còn cái này đó là nó có nhiều cái function khác nhau. Nó có tổng cộng là 4-5 loại khác nhau đó. Nó cái bóp là khác nhau. Còn cái này á, bên đây á, là bóp mạnh hay nhẹ. À, nếu mà chân người nào nhỏ nhỏ đó bật lên cái chữ bóp mạnh á, thì nó sát vô chút xíu, bóp đã chân lắm. Còn cái nút trên này đó là cái nút stop, nút ngừng thôi chứ không có gì chân á. Chỉ tỉ như chạy hồi thì muốn nhấn ngừng ngừng. Mỗi cái section như vậy đó mình nhấn á, theo Andy được biết đó, nó chạy khoảng chừng 15 phút là nó xong. Có nghĩa là 15 phút tự động nó ngừng hết. À, rồi muốn xài nữa thì mình nhấn nữa. Còn lúc vừa xài vừa thay đổi cũng được. Nè, coi nha, để Andy nhấn thử cho xem. There we go. Turn on cái đầu tiên đó, thấy không? Cái này thì nó chạy nó bóp bóp. À, hai bên cái chân của mình đây tự động nhúng nhích nè. À, nó để yên vậy đó, tự động nó bóp xiết, nó chạy ra, vô làm thấy ghê lắm. Lúc đầu mà mới làm á, thấy nó hơi lạ lạ, nhưng mà từ từ quen đó. There we go. Còn cái này, cái thứ hai á, thì nó chạy khác. Cái thứ hai này nó vừa chạy nó vừa rung rung. Nó chạy nó rung rung, nó giật cái dưới đó, làm rất là quái đản. Thì cái này cũng ok, và nó có cái đồ mà nó cạ cạ dưới lòng bàn chân nữa. Nó chạy tới chạy lui, đẩy đẩy lòng bàn chân. Còn cái thứ ba, cái này á, thì nó vừa chạy, nó vừa bóp luôn cái lòng bàn chân, mà nó vừa bóp bên hông tùm lum hết trơn á. Đó, rồi nó tực gì đó. Nó chạy tực gì đó, crazy vậy đó. Còn cái option này là cái thứ tư, là cái này á, là nó bóp ra vô hai cái bàn chân của mình. Rất là cảm thấy cũng thoải mái lắm. Nhưng mà Andy thích nhất là cái option number 5. Đó, thì cái number 4 này đó, nó bóp từ từ, nó dính chắc vô cái bàn chân mình luôn. Dính chắc vô. Mọi người thấy đó, thấy không? Nghe có lẽ là nhìn không có thấy cho lắm đấy. Nghe nó tực, nó bóp, nó dính chắc vô trong bàn chân của mình. Look at that. There we go, rồi nó thả ra. Nhưng nó bóp, nó dính chắc vô, hỏi thả ra. Nhưng mà Andy thích nhất là option của thứ 5. There we go, cái thứ 5 thì nó đơn giản thôi. Nó đẩy ra, đẩy vô. Hồn bóp hai bên, nó chà chà lòng bàn chân, để cho máu chạy, cái kiểu là vậy. There we go, nói vậy nha. Cái máy này nói chung là Andy mua từ ngày mua tới giờ đã 2-3 tuần rồi. Xài tới ngày hôm nay nó rất là ngon lành. It's not bad ha. Chạy ngon lành. Và nhấn hồi quen á, mỗi ngày mình nhấn buồn ngủ luôn đó. Và cái máy này. So, nếu ai mà thích mà nhấn chân, bóp chân, thì đây là cái máy tốt nhất để mà mua theo Andy được biết á. Nó bán hình như là nếu mà ngày lễ Christmas gì đó thì nó bán là 210 mấy đồng. Còn cái này là nó bán 200, bữa hổm như mua 230 mấy 40 đồng gì đó. Mà ngon lành lắm, nói như vậy. Rồi nha, đây là chiếu sơ cho xem đang ngồi coi phim Hàn Quốc đó. Ngọn hồi chắc là con hồi chắc ngủ luôn. Dạ, hôm nay ngoài trời nó âm u ha, nó sắp sửa mưa hay gì đó, sáng giờ đó nhìn cũng buồn ngủ lắm. Có gì vài bữa nữa Andy mà có mua cái gì mà xài ngon ngon thì Andy sẽ chiếu cho mọi người xem cho vui ha. Rồi tới đây tạm ngừng, chúc tất cả chị em have a great weekend nha, cuối tuần vui vẻ. Tất cả mọi người vui vẻ. Take care all, bye bye, gặp sau hết.